Ngày 1 tháng 7, công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Hà chi nhánh Hà Nội, công ty Bắc Hà bất ngờ thông báo sẽ dừng hoạt động toàn bộ 5 tuyến buýt có trợ giá của thành phố Hà Nội kể từ ngày 15 tháng 8. Công ty sẽ thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đối với tất cả các cán bộ công nhân viên đang thực hiện hợp đồng lao động đã ký với công ty Bắc Hà. Với các cán bộ quản lý chủ chốt sẽ giải quyết các tồn tại theo quy định riêng. Lý giải nguyên nhân, công ty Bắc Hà cho biết vì điều kiện bất khả kháng do dịch bệnh kéo dài, các hoạt động kinh doanh của công ty này tại tỉnh Bắc Giang đứt gãy, không hiệu quả. Trong khi doanh thu vận tải khách thì sụt giảm nghiêm trọng, chi phí xăng dầu, sửa chữa tăng cao trong nhiều năm gần đây. Công ty không đảm bảo được nguồn tài chính để duy trì hoạt động nên phải cơ cấu, thu gọn sản xuất và phải dừng hoạt động vận tải. Đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đơn vị chưa nhận được thông báo hoặc văn bản về sự việc trên của công ty Bắc Hà. Tuy nhiên, nêu quan điểm về sự việc, đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết các tuyến buýt công ty Bắc Hà đang vận hành là tuyến buýt trong hệ thống mạng vận tải công cộng của thành phố, các tuyến buýt có trợ giá và mang tính xã hội cao. Do vậy, dù bất kỳ lý do gì, các tuyến buýt trên không thể dừng hoạt động.